Đây là bộ phim một đám người lao vào nhau để tranh một cục Rubik màu xanh, biệt đội báo thủ. Phim bắt đầu với một tên đang cho tên còn lại một gậy với trách nhiệm phải dẫn dắt đội quân Orc mới thuê được ở phim trường Chúa Nhẫn đi xâm lược trái đất. Sau đó chúng đến trái đất gặp Thế Chột, đặc vụ Robin và Philadelphia. Ba người đi xuống hầm nên một sự việc nghiêm trọng đang xảy ra. Thế Chột gặp Eric để nói về cục Rubik màu xanh, đại khái là nó chứa sức mạnh của Trevor Loca. Ở dưới này chúng ta còn có hậu nghệ, bắn cung và quan sát giỏi. Cục Rubik đột nhiên bắn ra một cánh cửa, mang Logi đến trái đất. Một mình cân hết map, ký ngược hậu nghệ, biến hậu nghệ thành Pokemon của mình. Lấy được cục Rubik, ký nốt ngực Eric. Robin đuổi theo Eric, Thế Chột đuổi theo Robin. Phải cả bọn đuổi nhau ra ngoài vừa kịp lúc cả chỗ này phát nổ. Ai không phải diễn viên quần chúng thì sống. Logi vẫn thoát, cục Rubik màu xanh bị lấy mất. Logi không ăn mừng, còn Thế Chột thì căng thẳng nên quyết định chạy intro. Giờ là cái phần mà Thế Chột cho nhân viên đi chiêu mộ các báo thủ để ngăn chặn Logi và lấy lại viên Rubik. Đầu tiên chúng ta có Quỷ Đầu Đen đang tiệc tùng với mấy anh Ivan. Bíp bíp. Philadelphia đây. It's báo thủ time. Thế là Quỷ Đầu hạ hết đám người Nga để đi chiêu mộ Húc ở Ấn Độ. Vì Húc là chuyên gia gamma các thứ và cái cục Rubik kia thì phát ra tia gamma. Thế nên là cần Húc để tìm cục Rubik. Húc ban đầu kiểu, nè, tôi chỉ muốn hòa bình. Nhưng mà về sau bị nhảy mắt đưa tình nên là thôi ok, ta nhập đội. Xem. Tiếp theo là gặp Captain đang Rocky Balboa và nhớ về phần phim trước. Kẻ xấu đến đánh trái đất, cậu đánh kẻ xấu, ok. Tiếp theo là Phil đi chiêu mộ I Love You 3000. Tony không hứng thú nhưng mà nóc nhà của anh liếm liếm tay anh nên là Tony ok. Hôm sau cả đội ra sân bay, Captain gặp Quỷ Đầu và Húc trên một con tàu sân bay, biết bay và biết John Cena. Trong lúc đó thì Logi đến Đức để tìm một cục than có tác dụng làm ổn định cục Rubik. Phil phát hiện ra Logi và X báo thủ tham. Logi đến nơi nội soi mắt cho ông cầm két, hậu nghệ nhận con mắt, mở két và lấy cục than đi. Logi ở lại và kiểu, chúng mười là bọn thích cổ dâm. Bro, ông nhìn lại bộ đồ có sừng của mình chưa? Logi định bắn ông già vì tội nói đúng, nhưng mà Captain đến đánh nhau bùm xíu, Quỷ Đầu cũng đến, Iron Man cũng đến, buộc Logi phải ngừng rap và làm tù nhân. Trên đường đưa Logi về, Thor, anh trai của Logi ghé qua bắt thằng em về. Nhà là để báo, không phải để về. Bao năm qua anh em ta sống chết có nhau thì sao? Bro, mỗi tôi chết thì ông có chết lần nào đâu. Thor không cãi được, Logi trình bày luôn. Tôi muốn làm vua, không cho để cướp, thế thôi. Thor không cho, thế là anh quay vào ô cướp. Chưa kịp nói gì thêm thì Tony ghé qua, người sắt đánh nhau với người sét. Logi không chạy mà ngồi xem, không có gì ở vội. Cáp đến hòa giải, Thor không chịu, đánh luôn cả Cáp. Đánh nhau xong tự nhiên thành anh em. Thế là họ anh em đưa Logi về tàu bay và nhốt trong cái lồng được tạo ra để nhốt Húc. Trong trường hợp anh ta không kiểm soát được thằng nhỏ, Logi đem chuyện cái lồng ra bơm đều làm Húc angry. Nhưng mà thằng nhỏ vẫn đang ở hướng 6 giờ nên là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Giờ việc cần làm là chờ Húc định vị ra cục Rubik. Trong lúc đấy thì mọi người tranh thủ nghiên cứu cái gậy của Logi. Tony thì nghi ngờ Thế Chột đang giấu cái gì đó nên là cài virus để hack xem là có bí mật gì không. Các ban đầu kiểu me cái đồ báng bổ không có niềm tin, nhưng mà về sau cũng tự mình điều tra. Cuối cùng họ điều tra ra Thế Chột định dùng cục Rubik màu xanh để chế vũ khí. Và tất cả là lỗi của thằng này. Tao tôi là Thor, không phải thằng. Đúng rồi, cái bọn tư bản chỉ nói dối là giỏi. Xin hỏi ai là cái thằng có nhiều xưởng vũ khí nhất ở đây ạ? Gợi ý là tên nó bắt đầu bằng chữ T và chắc chắn không phải là Thanh Bùi. Thế thì là Tiến Bịp rồi. Đúng là cái bọn người trái đất nhỏ nhen. Thế đợt trước thì ai đến đây phá hủy thị trấn và giờ thì thằng em đến đây giết bao người đây? Ừ thì... Hay là chúng ta đi ăn pizza thì sao nhở? Pizza có dứa không? Trong khi cãi nhau thì cái gậy phát tín hiệu cho hậu nghệ đến và đột nhập vào tàu. Các báo thủ chống trả quyết liệt bằng việc cãi nhau tiếp để xem thằng nào có nhiều thoại hơn. Cho đến khi hậu nghệ kích nổ, con tàu đi vào hỗn loạn. Cáp chạy đi cứu người, Tony đi mặc giáp rồi mới đi cứu người. Quỷ Đầu không đi được vì mãi chơi đùa nhau với Húc, nhưng mà may có Thor đến cứu Quỷ Đầu. Và chúng ta có cảnh Thor và Húc phá nát tiền đóng thuế của nhân dân Mỹ. Thor đánh không lại Húc và phải nhờ một cái máy bay xả thân để dụ Húc ra khỏi tàu rơi xuống dưới. Ai đó cho anh phi công một cái huân chương thì anh ấy cống hiến nhiều hơn cả đống Avenger cộng lại. Trên tàu, Tony và Cap đang hồi phục cánh quạt. Quỷ Đầu ngăn chặn hậu nghệ. Thỏ đi tìm Logi rồi bị Logi lừa nhốt vào lồng. Philadelphia xuất hiện chỉ để bị Logi lừa thêm phát nữa. Và nước Mỹ rồi chỉ còn 49 bang. Thỏ được tham dự nhảy dù tự do 3 môn phối hợp. Dù không có dù nhưng mà vẫn tiếp đất an toàn. Nhưng mà vần hoa này thì không. Tony cũng đã khởi động được cánh quạt và được cứu ra bởi Cap. Hậu nghệ thì bị Quỷ Đầu đánh ngất và hết bị thôi miên. Logi sau khi xóa đi một cái bang của Mỹ đã kích hoạt sức mạnh tình bạn của biệt đội báo thủ. Nhưng mà Logi không quan tâm lắm vì hắn đang ở trên nóc nhà của Tony để mở cổng không gian. Tony bay về câu giờ để Avenger đến đánh nhau, tranh thủ lấy ra được bộ Super Megazord. Loki thì đưa được đoàn quân Orc đến. Thỏ đến và bảo thằng em mình dừng lại. Wow, có ích đấy, tiếp theo là gì? Em là người em trai tốt của anh à? Hai anh em trao đổi chiêu thức, tòa nhà thua, còn Logi thì chạy được. Đội của Cap cũng đến, cơ mà chỉ đến để dọn creep. Thor cũng đã tập hợp lại, bọn này quá đông nên là cách duy nhất để giết hết là đóng cái cổng lại. Nhưng mà trước đấy thì Húc phải đến xong rồi tiêu tiền vào CGI để đánh nhau đã. Chính phủ xuất hiện và đưa ra phương án hoa kỳ nhất có thể là bom nguyên tử. Thế Chột ra sức càn ngăn nhưng mà một cái mắt Chột thì không thể làm nên mùa xuân. Trong lúc đấy Húc tìm được đến Logi và có quả quang quật cười phết. Quỷ Đầu cũng đã lên đỉnh gặp Eric và biết được cách duy nhất để đóng cổng vào là dùng gậy của Loki. Nhưng mà Quỷ Đầu cần phải nhanh lên vì các báo thủ đang dần bị đuối sức. Hậu nghệ thì hết tên, Tony thì hết pin, Húc thì bị bắn súng hội đồng. Chính phủ chuẩn bị thải bom hạt nhân.
Giờ mà đóng cổng thì chết, mở cổng thì hy sinh. Tony bay đến đẩy quả bom lên phía cánh cổng, hướng vào căn cứ địch khiến nó bị nổ. Quân đoàn Orc tắt nguồn. Tony tưởng chết trong vũ trụ nhưng mà không chết và kịp rơi qua cái cổng đang đóng lại rồi cứu được Hulk. Hulk bắt được anh, trận chiến kết thúc. Biệt đội báo thủ trở thành anh hùng trong mắt người dân. Nhưng mà chính phủ thì không, tại vì ai đền bù với đống vật chất bị tổn thất đây. Nhưng mà điều đấy không quan trọng, vì đây là biệt đội báo thủ chứ không phải là biệt đội tái thiết thành phố hậu chiến tranh. Tôi chấm phim này Avatar 2 trên Black Adam.